thuyền chiều nay mang vong hồn của những người giữ biển, trong đồng vọng của gió trời thao thiết tiếng ngàn đời vì nước xả thân. Chúng ta kính cẩn tưởng nhớ tới các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí đồng bào của ta đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất phồn vinh của Tổ quốc. Hai cuộc chiến đã qua đi, đau thương, sự mất mát không chỉ là của hai miền Nam Bắc Việt Nam mà còn là của nước Pháp, nước Mỹ. Nó đã ghi dấu vào lịch sử chiến tranh đau thương của thế giới với hàng triệu sinh mạng, hàng triệu nỗi đau của các gia đình đã mất người thân và hàng triệu những người lính đã trở về không còn nguyên vẹn. Hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2015, tại Schottstrasse số 6 Berlin, lần đầu tiên đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc của cả hai miền Nam Bắc được Ban Liên lạc Cựu quân nhân và Gia đình Thương binh Liệt sĩ Việt Nam tại Đức tổ chức. Đại Đức Thích Trọng Đạt, Tăng chúng Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cao tăng người Đức, người Việt chùa Từ Ân Berlin và khắp nơi trên đất Đức làm chủ lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính này các hương hồn liệt sĩ, Tổ quốc Việt Nam của chúng ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến vì sự vẹn toàn giang sơn của Tổ quốc. Những vết thương mà chiến tranh để lại cho mỗi người, mỗi gia đình thương binh liệt sĩ như vẫn còn hiện hữu sau nhiều năm chiến tranh đã chấm dứt. Còn đó, nỗi đau của những người vợ mất chồng, những cha mẹ mất con, những đứa trẻ không bao giờ được gọi một tiếng bố ơi. Anh tìm ai, sao Huỳnh? Một người thân hay một người bạn cùng thời với anh ở Sài Gòn? Còn anh, một thương binh, anh đang chỉnh sửa lại những bài vị của những người có thể đã từng bắn vào anh, vào người cha đã nằm xuống của anh. Những người lính đã đứng sát cạnh nhau, có lẽ linh hồn họ giờ đây đã tha thứ và nắm chặt lấy tay nhau. Gia đình tôi, cả vợ, hai vợ chồng đều là quân nhân. Bản thân tôi là cựu chiến binh, là thương binh trực tiếp tại chiến trường, là con liệt sĩ. Nên hơn ai hết, tôi thấu hiểu sự mất mát to lớn này. Mong rằng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé, trí tuệ, sức lực của mình cùng Ban Liên lạc Cựu quân nhân và gia đình thương binh liệt sĩ tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức các hoạt động đầy ý nghĩa này. Chính vì họ đã chiến đấu dũng cảm cho đất nước và đã chết một cách hào hùng, đã bỏ mình trong những hoàn cảnh cực kỳ bi thương, nỗi oan khổ không thể nào nói lên được. Trên đường sau của chiến tranh, thấm thía cảnh ly tán của gia đình do chiến tranh gây ra, thấm thía cái cực, cái nhục, cái khổ mà chiến tranh mang đến. Hôm nay chúng ta tổ chức cầu siêu, tổ chức làm đám giỗ hàng năm cho các anh hùng liệt sĩ cũng vì chiến tranh mà gây ra, nên có thể nói chiến tranh là thủ phạm gây ra đau khổ cho loài người. Nó cũng là kẻ thù của hòa bình và hạnh phúc. Thông qua diễn đàn hôm nay, tôi kêu gọi mọi người hãy cùng nhau chung tay góp sức, chung lòng chống chiến tranh. Kêu gọi các nhà chính trị cố gắng làm mọi cách không thể để ra chiến tranh. Hãy đoàn kết, hòa hợp, hòa giải dân tộc, không phân biệt chính kiến, cùng nhau xây dựng một cuộc sống của con người thật là thịnh vượng và hạnh phúc.
Thường người ta nói chiến tranh thì có kẻ thắng, người thua. Nhưng theo quan điểm của tôi, nếu để chiến tranh xảy ra thì tất cả các bên đều thua, bởi vì bản chất của chiến tranh là mất mát. Và những nghĩa cử này cần phải được nhân rộng và duy trì hàng năm. Vì vậy, tôi mong bà con chúng ta hãy giang tay, hãy ra sức ủng hộ ban tổ chức, ban liên lạc về mọi mặt, tinh thần và vật chất, để những lần tổ chức đánh dục hạt âm cho các liệt sĩ được thành công và được viên mãn hơn. Với lòng từ bi sẵn có, với đức tánh vô lượng vị tha của chư Tôn Đức, chúng con không biết làm gì hơn để tỏ lòng cung kính. Chúng con thành tâm đốt nén tâm nhang, dâng chút tình tài hướng về Tam Bảo, nguyện cầu chư Tôn Đức Pháp Thế Huy Hoàng tuệ đăng cường chiếu. Nỗi đau, những giọt nước mắt, sự thành kính, trân trọng, bài vị của các liệt sĩ rung lên. Họ cũng đang khóc, đang vui mừng, đang sung sướng vì các con, các cháu, những người thân và tổ quốc đã không quên họ.